Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Chính trị hóa vaccine chống viêm phổi Vũ Hán, Nga đi tắt thất bại. Vaccine Sputnik V của Nga mà nước này gọi là vaccine đầu tiên ngừa viêm phổi Vũ Hán được công bố vào ngày 11 tháng 8 năm 2020 mang tên của vệ tinh đầu tiên trên thế giới do Liên Xô sản xuất và phóng vào quỹ đạo năm 1957. Điều đó cho thấy phần nào tham vọng của nước này trong cuộc chiến toàn cầu chống đại dịch. Tuy nhiên, vệ tinh Sputnik đã không đem lại cho Moscow chiến thắng trong cuộc đua chinh phục không gian. Liệu vaccine Sputnik V có đưa đến một kết cục tương tự, nhất là khi Nga đã đốt cháy giai đoạn, bỏ qua giai đoạn 3 quan trọng nhất để cắm lá cờ đầu tiên lãnh địa vaccine chống viêm phổi Vũ Hán còn hoang vắng? Thông báo về chế tạo thành công vaccine đầu tiên ngừa viêm phổi Vũ Hán của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 11 tháng 8 ngay lập tức đã nhận được sự hoài nghi của giới khoa học và nhiều hơn là niềm hân hoan của cộng đồng quốc tế. Đây là hình ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp trực tuyến vào ngày 11 tháng 8 năm 2020. Đích thân Tổng thống Vladimir Putin khẳng định trong một cuộc họp qua video được phát trên truyền hình, Nga đã về đầu trong cuộc chạy đua này. Ông trịnh trọng tuyên bố trong khi đang còn phải giãn cách xã hội tại Tư Dinh ở Novo, ngoại ô Moscow rằng lần đầu tiên trên thế giới một loại vaccine ngừa virus corona đã được đăng ký. Tôi được biết vaccine khá công hiệu, tạo được miễn dịch lâu dài. Sau chưa đầy 2 tháng thử nghiệm lâm sàng trên người, chính quyền Nga đang từng bước chính thức phê duyệt cho phép sử dụng vaccine trong dân Nga. Tổng thống Nga còn cho biết con gái ông đã được tiêm loại vaccine này như để minh chứng cho độ tin cậy của vaccine. Lấy con gái của mình ra để quảng cáo cho loại vaccine là một việc làm hiếm thấy của Putin, vì trước đến nay vị Tổng thống Nga luôn giữ bí mật về con cái và đời tư của mình. Đây là hình ảnh lấy mẫu để nghiên cứu vaccine chống viêm phổi Vũ Hán tại một phòng thí nghiệm của Viện Bảo chế Botica Saint Petersburg, Nga vào ngày 11 tháng 6 năm 2020. Tổng thống Nga Putin trong cuộc họp nội các bất ngờ đã loan báo vaccine do Nga bào chế vừa được cơ quan dược phẩm quốc gia cho lưu hành. Ông cho biết chính con gái ông đã được thử. 2 ngày đầu cô bị sốt nhưng sau đó rất khỏe, có được nhiều kháng thể. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Giới truyền thông dự đoán người con gái mà ông nói đến rất có thể là Maria, con gái lớn của Putin. Cô này là bác sĩ và có thể đã tham gia chương trình vaccine. Từ tháng 3, Moscow đã công khai tham vọng đầu tư nhiều tỷ rúp và huy động cả các quân nhân để thử nghiệm trên người, từ chối tham gia cuộc chạy đua tìm vaccine chung với thế giới. Vaccine do Viện Nghiên cứu Gamaleya của Nga chế tạo ra đã được cấy vào 38 người tình nguyện. Do kết quả không được công bố cụ thể, Tổ chức Y tế Thế giới WHO chỉ coi đó là giai đoạn 1 nhằm thử nghiệm liều lượng và tính an toàn mà thôi. Đúng ra, theo quy trình, tiếp đến là giai đoạn 2, xem xét hiệu quả trên hàng trăm người để kiểm chứng vaccine có gây phản ứng miễn dịch đối với các độ tuổi và giới tính khác nhau hay không, như người trẻ hay người già, nam hay nữ. Và giai đoạn 3 sẽ mở rộng cho hàng ngàn người tình nguyện đem vaccine có thể bảo vệ được lâu dài hay không so với nhóm đối chứng dùng giả dược. Để có hiệu quả, vaccine của nhiều nước hiện đang thử nghiệm lâm sàng tại các nước mà virus corona đang hoạt động mạnh như Brazil, Hoa Kỳ, Nam Phi. Còn về phần Nga, nước này cũng chưa hề công bố một kết quả nào liên quan đến quá trình nghiên cứu, thử nghiệm vaccine. Sputnik V còn phải trải qua công đoạn cuối cùng là thử nghiệm trên diện rộng bắt đầu từ ngày 12 tháng 8, trước khi được chính thức phê chuẩn lưu hành trên thị trường. Và loại vaccine với cái tên Sputnik V đầy biểu tượng đang gặp phải những phản ứng nghi ngờ từ giới khoa học quốc tế do các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng chưa hoàn tất, cũng như do thiếu các số liệu liên quan đến kết quả của các công đoạn thử nghiệm tiếp theo. Đây là hình ảnh Sputnik 1, vệ tinh nhân tạo đầu tiên của trái đất do Liên Xô sáng tạo. Ít giờ sau khi Moscow công bố chế tạo thành công Sputnik V, đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết sẽ chỉ xác nhận cho loại vaccine Nga này sau khi vaccine trải qua quy trình đánh giá dữ liệu an toàn và hiệu quả. Hãng truyền thông AFP dẫn lời phát ngôn viên của Tổ chức Y tế Thế giới như sau. Chúng tôi đang liên hệ chặt chẽ với cơ quan y tế Nga và thảo luận đang tiếp tục khâu tiền thẩm định và chính thức công nhận vaccine phải diễn ra theo đúng quy trình nghiêm ngặt. Các nhà khoa học tại nhiều nước mà ngay cả ở Nga cũng đã bày tỏ lo lắng trước việc Moscow đã vội vàng phê duyệt cấp phép cho loại vaccine chưa hoàn toàn đầy đủ thử nghiệm lâm sàng. Giám đốc Bệnh viện Di truyền học thuộc Đại học Cologne London, nhà nghiên cứu Thụy Sĩ Frank Koster tỏ ra phẫn nộ trước thông báo của chính quyền Nga. Nhà khoa học này cũng nhấn mạnh đến mức nguy hiểm đối với dân chúng khi một loại vaccine được vội vàng tung ra thị trường. Ông cho rằng đây là một quyết định phi lý và hơn nữa là nguy hiểm,
một quyết định chính trị đưa ra trong một cuộc chạy đua điên rồ để trang bị vaccine ngừa viêm phổi Vũ Hán. Điều này hoàn toàn vô trách nhiệm dù việc có thế nào đi chăng nữa. Theo ông, vaccine không phải là chiếc đũa thần cho tất cả mọi người. Bỏ qua giai đoạn 3 sẽ không thể biết được các cách chống chỉ định và tác dụng phụ trầm trọng của nó và có thể là thảm họa cho người dùng. Trong lịch sử đã từng có những thất bại tạo ra tâm lý chống vaccine trên thế giới. Trong khi đó, giáo sư Odile khẳng định thông báo của chính quyền Nga hoàn toàn mang tính tuyên truyền, không hề có tính khoa học. Theo chuyên gia Pháp này chia sẻ, không phải ngẫu nhiên mà Tổng thống Putin đưa ra thông báo trong trận dịch này có chuyện lẫn lộn giữa chính trị và khoa học. Ta đã thấy nhiều tổng thống như Vladimir Putin hay Donald Trump của Hoa Kỳ đã đưa ra các thông báo thay cho các nhà khoa học và theo cách sớm quá. Tổng thống Putin cũng coi việc Nga là nước đầu tiên công bố một loại vaccine có khả năng ngăn chặn đại dịch viêm phổi Vũ Hán là niềm tự hào dân tộc và để khẳng định sự vượt trội của các cường quốc phương Tây. Trong bối cảnh nước Nga đang ngày càng bị cô lập và điều này, Nga hy vọng rằng chứng minh họ vượt các nước tư bản. Đây là hình ảnh cảnh sát Moscow kiểm soát giấy phép được đi lại trong thời gian nước Nga trong tình trạng phong tỏa chống viêm phổi Vũ Hán. Ngoài vấn đề chính trị, việc chế tạo thành công vaccine chống viêm phổi Vũ Hán còn mang lại lợi ích kinh tế khổng lồ. Nga cũng loan báo có 20 nước đã đặt hàng trên 1 tỷ liều vaccine. Có lẽ vì những lợi ích chính trị và kinh tế mà Putin bất chấp tất cả khi cho phép đưa ra thị trường loại vaccine vẫn chưa thực hiện giai đoạn thử nghiệm cần thiết cuối cùng. Ông Putin đang khiến người dân Nga phải dùng một sản phẩm mà rốt cuộc có thể không hiệu quả. Còn với cộng đồng quốc tế, Putin có thể sẽ mang lại hy vọng giả tạo cho mọi người, khiến mọi người đánh mất niềm tin vào những kết quả nghiên cứu vaccine tiếp theo, mà rất có thể đấy là những nghiên cứu hoàn toàn nghiêm túc, mang tính khoa học và tuân thủ đầy đủ mọi thử nghiệm theo yêu cầu. Giới truyền thông cũng nhắc lại việc vệ tinh Sputnik đã mang lại cho Moscow chiến thắng đầu tiên về chinh phục không gian, nhưng rốt cuộc Liên Xô đã thua trong cuộc chạy đua và chưa bao giờ đặt chân lên được mặt trăng. Liệu vaccine Sputnik 5 có là một kết cục tương tự hay không? Nhưng điều chắc chắn là vội vàng phê duyệt các quy trình sản xuất vaccine sẽ không giúp Nga trở thành nước dẫn đầu cuộc đua, mà điều đó chỉ là trò cược chính trị trên sức khỏe của nhiều người khác. Trong một diễn biến liên quan, Đài truyền hình Việt Nam VTV vào hôm 14 tháng 8 năm 2020 cũng thông báo Việt Nam đặt mua vaccine ngừa viêm phổi Vũ Hán của Nga trong bối cảnh dịch viêm phổi Vũ Hán đang tái bùng phát. Đây là hình ảnh quan chức dịch tễ học hàng đầu của Mỹ, tiến sĩ Antonio Fauci. Theo VTV, trích dẫn của Bộ Y tế, tuy đặt mua vaccine của Nga, nhưng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển vaccine riêng của mình. Theo dự kiến là đến cuối năm 2021 sẽ bào chế xong. Cũng theo tờ báo Tuổi Trẻ, Việt Nam đã đặt mua từ 50 đến 150 triệu liều vaccine của Nga, nhưng Bộ Y tế không nói rõ khi nào sẽ nhận được và giá của số vaccine đó là bao nhiêu. Ngoài Việt Nam ra, Philippines sẽ là một đối tác hàng đầu của Nga trong việc phổ biến vaccine Sputnik 5. Theo hãng truyền thông CNN đăng tải, khoảng 1.000 người Philippines đã ghi tên tham gia thử nghiệm lâm sàng vaccine của Nga. Ngay cả Tổng thống Duterte cũng dự chủ sẽ được trích Sputnik 5 vào tháng 5 năm 2021. Trong khi đó, Mỹ luôn hoài nghi về tính an toàn của vaccine Trung Quốc và Nga. Khi được hỏi liệu Mỹ có thể sử dụng thuốc chủng ngừa viêm phổi Vũ Hán của Trung Quốc hay Nga nếu hai nước này chế tạo xong trước Mỹ, quan chức dịch tễ hàng đầu của Mỹ là tiến sĩ Fauci vào ngày 31 tháng 7 năm 2020 cho rằng sẽ không có khả năng Hoa Kỳ dùng bất cứ loại vaccine nào được phát triển ở một trong hai nước kể trên, nơi mà các quy định an toàn mơ hồ hơn rất nhiều so với phương Tây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2020 với bản tin Chính trị hóa vaccine chống viêm phổi Vũ Hán, Nga đi tắt thất bại. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.